Chào mừng mọi người đến với không gian tỉnh thức đầy sáng tạo Diviner Ashram, nơi chúng ta khám phá chính mình thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật và thiền định, để từ đó chúng ta tận hưởng hành trình trở thành phiên bản tốt nhất của mình mỗi ngày. Và để cho tất cả chúng ta có một sự thực hành chất lượng để chuyển hóa sâu sắc nhất trong hành trình này, như xin phép được gợi nhắc mọi người một số lưu ý sau đây trước khi chúng ta về ngôi nhà chung cả nhà nhé. Và điều chúng ta luôn được chào đón khi mang đến ngôi nhà này đã chính là hoa quả và rau củ, đã là túi cói và túi vải, những sản phẩm thân thiện với môi trường, và đặc biệt đó chính là sự tử tế và tình yêu thương luôn được chào đón tại ngôi nhà này. Và còn là những lối sống tỉnh thức, là sự hiệu quả và sự chủ động trong việc tập trung đúng đắn và sự phát triển chính mình. Và mọi người ơi, khi chúng ta đến với không gian Diviner Ashram, nơi chúng ta đang thực hành một lối sống lành mạnh, thuận tự nhiên và bảo vệ mẹ trái đất, có những điều chúng ta lưu ý sau đây, những vật dụng này chúng ta không được phép mang vào cả nhà nhé. Thứ nhất, đó chính là những đồ nhựa sử dụng một lần. Thứ hai là chúng ta không được mang dựng đổ xe, máy xe hơi ở bên trong, mà chúng ta cần phải dựng đổ ở phía ngoài trước khi bước vào Diviner Ashram. Và thứ ba, đó chính là những bao bọc ni lông hay là những đồ ăn mặn mang sản phẩm từ động vật, giống như là mật ong, trứng, sữa đều không được phép mang vào không gian thuần chay hoàn toàn ở đây cả nhà nhé. Và bạn hãy lưu ý rằng cả khói thuốc, rượu bia hay các chất kích thích khác cũng không được chào đón tại không gian của Diviner Ashram cả nhà nhé. Và ngoài những vật dụng, chúng ta cũng cần phải chú ý về những tâm thế trước khi bước vào không gian này. Thứ nhất, chúng ta không có sự so sánh hay phán xét. Thứ hai, chúng ta không có sự phàn nàn hay đổ lỗi. Thứ ba, chúng ta không có một lối sống vô thức, theo những lối quen cũ, theo những cái lối mòn suy nghĩ hay giới hạn bản thân. Và điều cuối cùng, đó chính là sự lãng phí về thời gian, về năng lượng, cũng không được chấp nhận ở đây. Vì vậy, chúng ta hãy thực sự chú ý trước khi bước vào không gian này với một tâm thế sẵn sàng rộng mở cả nhà nhé. Lễ hội tỉnh thức sẽ chữa lành thế giới. Chào mừng mọi người đến với Diviner Fest 2022.